Mọi người thân mến, tại cái khuôn viên triển lãm của tác giả là Daniel Kaywin thì mình sự thấy là bên cạnh những cái tác phẩm nghệ thuật trong giọng hát của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì kết hợp cùng với mỹ thuật hội họa thì càng tạo nên sự gắn kết. Và cái điều đặc biệt hơn hết là Bolero không đơn thuần là những cái gì nó rất là mộc mạc, nó rất là xưa cũ. Minh Xu cảm nhận được cái không gian tại khu vực thảm đỏ ở đây sẽ là rất là nhiều những sự hiện đại và giao thoa cũng như là kết nối giữa nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật khác nhau. Vậy chờ đợi xem Minh Xu sẽ bắt cóc được ai tại khu vực thảm đỏ này quý vị nha. Để xem. Hôm nay toàn là người hot thôi, toàn là người quen thôi. Có một nhân vật rất là thân quen cùng với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng với dòng nhạc Bolero. Chắc là để gặp gỡ chị ấy xong rồi Minh Xu sẽ giới thiệu đến với tất cả mọi người nha. Dạ, em chào anh Mỹ. Thôi em sẵn tiền cái câu gào lên là anh điên rồi. Thì chắc có thể là những sự điên rồ trong nghệ thuật sẽ mang lại những sự mãn nhãn cho tất cả mọi người trên sân khấu. Vậy thì em sẽ được bắt góc đạo diễn Trần Vĩ Mỹ ở đây cùng với chị Trác Thúy Miêu để nói với tất cả quý vị khán giả trước khi chúng ta sẽ lên sân khấu chính. Đầu tiên chị Trác Thúy Miêu trước đi, không biết cảm xúc của cá nhân chị thấy như thế nào ạ? Có lẽ đây là một cái phép so sánh nó hơi khập khiễng giữa điện ảnh và sân khấu. Nhưng nếu Sông Lan chạm đến trái tim của những người yêu Sài Gòn bằng những cái góc bất ngờ nhất, thì câu hỏi rất lớn tôi đặt ra là trên sân khấu, ở cái cự ly của sân khấu, làm sao người đạo diễn có thể chạm đến những góc bất ngờ mà nó có thể làm thốn tim bất cứ người nào, không phải là dân Sài Gòn mà đã từng yêu Sài Gòn, từng đi qua với Sài Gòn xưa và cả Sài Gòn nay. Thì đạo diễn Trần Vĩ Mỹ đã minh chứng được lần đầu tiên là trong show ở tại Rạp Hòa Bình anh hở. Và tôi khóc vì tôi nói đây là cái sân khấu mà tôi ao ước. Nó có tầng, nó có layer, nó có gần và xa, nó có những cái bùng binh và ánh điên rồ đến mức ánh trộn được cái bản đồ của thành phố lên chỉ thành một bàn tay ở trên sân khấu thôi. Và khi mà tôi biết là một lần nữa Trần Vĩ Mỹ lại chơi trò chơi ích kỷ của mình, đó là đối với người dẫn chương trình và đối với nghệ sĩ, tôi tin chắc là nghệ sĩ nào cũng ao ước được đứng trên khung cảnh đó. Làm sao bằng vật chất của cảnh trí lại có thể đánh thức được ký ức? Thì cho nên khi mà tôi gặp với Vi Mỹ, tôi chỉ nói là anh điên rồi, người ta cần nhốt anh lại, anh điên rồi, anh Mỹ anh điên rồi, anh điên rồi. Chắc là quý vị ở nhà thấy là cái từ của anh điên rồi giống như là một cái lời trách giận, nhưng mà thật sự hôm nay phải nói một lời tán dương rất là chân thành từ phía bọn em. Thấy không biết là anh Trần Vĩ Mỹ thân mến, hiện tại thì anh rất là mộc mạc luôn, vậy thì anh có muốn teaser tí xíu thôi dành cho tất cả mọi người trước khi mình lên sóng không ạ? Đây là lần thứ hai đem cái Bi vào live show của Đàm Vĩnh Hưng. Đó là cái mà mình cho rằng cái điểm mình thích thú khi mình tìm ra một cái bài, đó là hỏi người còn nhớ đến ta, hỏi trời, trời cắm đến, hỏi đành hỏi em, thì bỗng dưng nước mắt em tuôn thành dòng. Tiếng người ta không nói được những gì lòng người ta nói. Bên cạnh đó thì cũng như các bạn sẽ hiểu rằng là âm nhạc kỳ này cũng được làm mới, hợp với giới trẻ hơn, giống như khách mời. Khách mời đối với đối tượng khán giả kỳ này thì là khách mời sẽ là Trung Quân, rồi Uyên Linh, rồi Trúc Nhân, và ngay cả Mỹ Linh, Diva Mỹ Linh cũng sẽ hát cái dòng Bolero rất khá hay. Thì đây là một cái hơi thở vấn cái đề hơn làm được á, là tiệm cận với khán giả bây giờ. Thì cái điều đó mình cũng hay nhắn, thì mình muốn, mình yêu cái dòng nhạc này, mình yêu cái văn hóa xưa và mình muốn nó tồn tại. Ai đã ăn cơm Sài Gòn thì luôn luôn phải nhớ cái văn hóa đó. Chính khán giả Hà Nội là những người đón nhận nghệ sĩ và các chương trình có liên quan đến tinh thần của thành phố Hồ Chí Minh nồng hậu nhất. Và tôi tin vào người anh của tôi, không phải là vì anh là anh tôi, mà cũng không phải là vì ổng bự con hơn tôi, nhưng mà người duy nhất có thể vật chất hóa được tinh thần miền Nam và mang ra với khán giả miền Bắc. Tôi tin người duy nhất hiện nay có thể làm điều đó trên một cái sân khấu, đó chính là Trần Vĩ Mỹ. Và một lần em chúc cho chị Trác Thúy Miêu cũng như là anh Trần Vĩ Mỹ, mặc dù là mình đi làm thật, nhưng mà em tin là anh sẽ thăng hoa với cảm xúc chung trong buổi tối ngày hôm nay. Mọi người ơi, đây là một cái lối đi thảm đỏ mà bản thân Minh Xu nghĩ rằng là nó dài nhất, nó nhiều thứ nhất và đặc biệt là nhiều cảm xúc nhất. Ở đâu đó có một cái gánh hàng rong, có những cái tiếng rau mà mọi người lại quy tụ về đây nữa, nhiều cái món ăn ngày xưa. Dạ mình bán gì vậy chị? Bà con cô bác ơi, chè xôi đi, chị bà ba, chị đậu trắng, chị đậu đen đi. Dễ thương mà, chúc chị mua ai bán đắt nha. Dạ, mọi người thấy không? Rất là đời, rất là dễ thương. Dạ có một nhân vật nữa mà tôi muốn bắt cóc ở đây ngay bây giờ luôn. Dạ bây giờ là cô Hằng, đừng có né Minh Xu nữa, mời cô Hằng vào đây. Dạ mời cô Hằng vào đây với Minh Xu. Thứ nhất là cảm thấy luôn luôn yên tâm
khi mà mỗi lần những điều đặc biệt nhất của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì luôn luôn có sự xuất hiện của cô Hằng ở đây. Đêm nay cảm xúc riêng cá nhân của cô thấy như thế nào với cái không gian này trong đêm live show Ngày Em Thắp Sao Trời ạ? Nãy giờ cô đi mới được có chút xíu à, cô không biết nó còn dài tới bao nhiêu nữa. Mà cô hồi hộp từ bữa giờ rồi chứ không phải là tới bữa nay đâu. Rất là đông người thì rất là vui. Rồi thấy có rất là nhiều thứ giống như là từ xưa giờ của mình vậy đó. Nãy giờ cô cũng muốn nhào vô lắm á. Liếc coi thử mọi người sao rồi cái mình nhảy vô. Cũng như là những live show trước của Hưng thì live show nào thật ra cũng rất là thành công. Và thường là sẽ có một cái điểm nhấn gì đó trong live show. Rất đặc biệt. Và cái live show lần này là cô hy vọng là cũng sẽ có một cái điểm nhấn rất là nổi bật mà sau live show ai cũng phải trầm trồ. Mọi người ơi, em len lén trước khi đêm live show bắt đầu thì em có nghi ngía trong khán phòng tí xíu. Minh Xuân sẽ không quay trên sân khấu cho mọi người coi đâu, nhưng mà sẽ quay xuống khán giả để xem là hôm nay là đối tượng khách mời tham gia của chúng ta sẽ có những ai đặc biệt quý vị nhé. Dạ, có một người ăn mặc nổi lắm mọi người. Thật sự nổi còn hơn anh Đàm Vĩnh Hưng nữa. Để coi hôm nay cảm xúc qua như thế nào và đã chuẩn bị tâm lý như thế nào. Bắt cóc luôn người này quý vị. Dạ, đó chính là nghệ sĩ mới nổi Lê Dương Bảo Lâm. Yeah. Hello Lâm. Dạ, hôm nay tôi có giới thiệu là cái người ăn mặc nổi nhất show. Cái gì dạ? Là Lê Dương Bảo Lâm. Thì không biết là đầu tư cái bộ này như thế nào ta? Không có, tại vì xíu nữa tham gia show Anh Hưng xong thì tối nay sẽ chạy qua sàn Cam để mà live. Cho nên tranh thủ tuy là công việc ê hề hề nhưng mà vẫn ghé qua để thưởng thụ âm nhạc ngày hôm nay sau những tháng năm lao động vất vả. Quá là đáng yêu. Hôm nay mà muốn ăn mặc lố lăng gì đến một cái sự kiện như thế này, nhiều khi ta vô ta tưởng ca sĩ không? Vô nãy ta cứ ta làm mà Đàm Vĩnh Hưng. Trên đời này có chỉ anh Đàm Vĩnh Hưng là ăn mặc lè lẹ cũng như chối chang nhất thôi. Là cái này khen chưa? Không, ý là đầu tư thôi, đó là sẵn một bộ rồi đi hai cái thôi. Thì 12 giờ tối đêm nay mới live bên kia sàn Cam. Đúng rồi, cho nên tranh thủ ghé đây cảm thụ âm nhạc vui vẻ hứng khởi, phấn khởi để mà có thể lắc nữa làm ok. Bên cạnh đó thì cũng có thể quay vlog đồ này nọ để mà kiếm thu nhập. Thật sự ra quý vị, năng lượng từ âm nhạc nó kỳ diệu lắm. Giống như là mọi người đang bị một cái tâm lý gì đó, đang buồn hay đang chia tay người yêu, vất vả, thì mình chỉ cần nghe nhạc thôi, mình thấy sự đồng cảm, mình thấy sự xoa dịu. Nhưng mà đối với riêng cái dòng nhạc Bolero, cho hỏi Lâm là Lâm có mê Bolero không? Và với tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng trong những khoảng thời gian trước đây, 19 năm vừa qua cô anh hát Bolero rồi, thì Lâm thấy như thế nào? Con đường xưa em đi và lên mái tóc thề. Nó hơi khàn thì livestream hơi nhiều, nhưng mà thật sự Bolero nó đã ăn trong máu những người gọi là thế hệ mình, nó 8X, 9X cùng những cô chú lớn nữa. Có nghĩa là ngày xưa nghe theo ba, theo mẹ, rồi nghe karaoke, rồi nghe la vô, rồi rất là nhiều. Thì ngày hôm nay là biết anh Đàm Vĩnh Hưng là gọi là làm mới lại những ca khúc Bolero. Đúng, cho nên rất là phấn khởi, hồ hởi để mà đi xem. Rồi Lâm đi ngoài sân bay là thấy ê hề, chỗ nào cũng có sân bay rải đều hết, tất cả poster rải đều ở Việt Nam. Và cái độ đầu tư của anh Hưng là khỏi nói, từ những lúc chuẩn bị và lâu lắm rồi mà thấy cái không khí mà nhộn nhịp mà bà con mà kéo đi mà xem như thế này rất là lâu luôn. Không chỉ riêng Việt Nam, còn quốc tế về nữa, hải ngoại về nữa, đó, thương dữ lắm. Rất là thương luôn, mà nghe là đầu tư anh Hưng không làm thì thôi, nhưng mà làm là người ta phải là mắt chữ A mồm chữ O thôi. Đúng, và thấy dàn khách mời cũng quá trời đã luôn. Và ngày hôm nay cũng có nghệ sĩ siếc Khả Như cũng đến. Cho nên để coi ngày hôm nay chị Như chị sẽ làm cái gì mắc cười nha chị ơi. Em thấy là chị bữa nay chị nôn nao, chị tập vật đồ quá trời. Thì chị làm sao cho đặng mà đó. Rồi có Hề Té và Tấn Phát nữa. Đúng, tại sao anh Hưng không mời tôi mà mời anh hả Võ Tấn Phát? Ủa thì bây giờ sắp tới là chạy show nè, rồi đi live stream hề hề này đó, sao mời nổi đúng chưa? Thì không thì đó thì... Nói vậy thôi à, nói vô vui vẻ vui vẻ thôi chứ Phát cũng giỏi lắm anh Hưng ơi. Phát cũng giỏi lắm anh Hưng ơi. Hôm nay thì chúc cho Lê Dương Bảo Lâm sẽ có được những cái cảm xúc nó khác đi so với những ngày bình thường của mình khi nghe nhạc Bolero. Hôm nay là mãn nhãn lắm nha. Rồi chúc
chúc cho anh Hưng thật là nhiều sức khỏe nè, để mà có thể làm cái live show, bởi vì làm cái này là năng lượng phải rất là nhiều, rất là nhiều. Và hy vọng đến một cái tuổi gọi là em bằng anh Hưng đó, mà cái lửa nghề cũng còn hừng hực, đúng rồi, như anh Hưng thì rất là điều quý quá cho em. Và em chúc anh Hưng là lúc nào làm show nào cũng thắng show đó, và bà con ở trong nước cũng như hải ngoại sẽ yêu thương anh Hưng nhiều hơn, và anh Hưng cũng như là cái ngọn lửa gọi là truyền lửa cho thế hệ sau của tụi em. Tuyệt vời, chúc mừng anh Hưng. Love you anh Hưng. Yeah.